Mới đi coi hát về nha mọi người. Coi tuồng nữ tướng Bùi Thị Xuân của chị Bình Tinh đóng nha. Bây giờ thì giãn tuồng rồi anh. Bây giờ giãn tuồng rồi, bây giờ đi lấy xe. Qua bên lấy xe chở anh Long ra ngoài 338 ngồi nói chuyện tiếp nha. Ở giãn tuồng nè mọi người. Bây giờ đi lấy xe nha. Đi nào. Kim Tiểu Long, Kim Tử Long, Thôi Mỹ có đầy đủ nha bà con. Trọng nhân này mọi người.
Trọng Nhân nè, Hội Miêu nữa. Hội Miêu kế đứng kế bên Trương Tiểu Long đó. Đó giảng tuồng nha mọi người, giảng tuồng nha, quá là dễ thương luôn. Bảo Ngọc đứng ở trên kia đó mọi người, Bảo Ngọc đó, hoa quá trời hoa. Bảo Ngọc hoa quá trời hoa nè. Giảng tồn rồi nha mọi người đó, còn có một vài khán giả ở lại, xe của các nghệ sĩ vẫn còn chưa xuống hết nha. Mọi người đang lấy xe để về nè. Anh Long đang còn ở trên nói chuyện bình tinh tí xíu rồi mới đi về nha mọi người. Hoàng lấy xe để đằng kia rồi, bạn lấy xe để sẵn đây bên kia rồi, tí xíu nó về nha.